Chân váy nhung mẫu mới 5 màu của Milan Shop đây mọi người nha. Rất là tây và sang chảnh luôn. Ghi này, xanh cổ vịt, kem, đen và nâu nhá. Nhung có ánh lên là khi mình mặc lên hoặc khi mình quay đây cũng màu nó cũng sẽ bị biến đổi nhá. Rất là sang chảnh luôn, nâu sô-cô-la này, đen truyền thống này, kem này, xanh cổ vịt rất là tây luôn mọi người nhé, màu rất độc và lạ luôn này. Đấy, khi nó ánh lên rất là đẹp, kể cả khi mọi người mặc lên cũng vậy nhá, rất là sang chảnh luôn. Chất nhung thì dày dặn, hàng loại một luôn nhá, mẫu mới toanh trên thị trường chưa có đâu. Dài 75 cm này, đây nhất là màu ghi này, rất là trẻ luôn nhá. Đây khi mình quay như này hoặc khi mọi người mặc lên quay nhìn góc khác nó sẽ có màu bạc như này nhá, ghi bạc này, nhưng để bình thường nó sẽ có màu ghi tối như này. Hàng có sẵn này,